chào đón khách hàng á? Không nhá, khẩu hiệu này có nghĩa là món ăn ngon, phục vụ kém. Còn khẩu hiệu này thì có nghĩa là việc phải làm là làm Phật ý tất cả mọi người. Này, khi nào nhận được đồ thì nhận nhá. Đây, ra đấy mà lấy, đồ ngon lắm đấy. Cầm lấy đi, cầm lấy cái bánh kẹp ấy, đừng chạm vào tôi. Tại quán ăn này, chất lượng phục vụ sẽ càng lúc càng kém kể từ lúc khách hàng bước vào cửa. Và đấy lại chính là tôn chỉ mục đích của quán ăn này. Được thành lập vào tháng 10 năm 2021 ở thành phố Sydney, Australia, quán Karen ban đầu chỉ dự định mở thử trong 3 tháng. Ý tưởng này là kiểu ta không thực sự biết có ổn hay không. Vậy mà chúng tôi đã ngạc nhiên vì mọi người lại rất thích. Mô hình quán Karen giờ đang lan nhanh. Một quán đã mở thêm ở thành phố Melbourne, một quán khác ở thành phố Brisbane và quán thứ tư vừa mở ở thành phố Sheffield, Anh. Hai quán mới trong giai đoạn chuẩn bị mở ở thành phố Perth và Gold Coast ở Australia đã có nhiều khách hàng đặt chỗ. Hiện tại, tối nào chúng tôi cũng kín bàn từ thứ ba đến chủ nhật. Điều này thật tuyệt. Hành vi thiếu trịnh trọng và bất lịch sự của nhân viên quán đang được đánh giá là thổi một làn gió mới lạ vào văn hóa hàng quán thường thấy ở đây. Nhiều nhà hàng ở Sydney rất tỏ vẻ ta đây sang trọng. Khách hàng đến phải mặc đẹp, lúc nào cũng phải nói xin mời, cảm ơn. Nên khi đến đây, mọi người thấy khác hẳn, mọi người được là chính mình. Tuy vậy, để giữ tính chất của quán là bất lịch sự kiểu hài hước, chứ không phải là chủ ý thực sự, nhân viên quán Karen phải tuân thủ những quy tắc như không được chế giễu, phân biệt chủng tộc hay giới tính. Và quy tắc này cũng được áp dụng với khách hàng, phòng khi khách hàng cũng bất cẩn mà cư xử lại quá đáng với nhân viên quán. Miễn là không có ác ý thì chúng ta cứ đến quán Karen để giải trí. Tôi từng nghe một phục vụ bàn ở đó thốt lên, đây là công việc tuyệt vời nhất trên thế giới. Tuy vậy, thay đổi cách làm thế nào cho hấp dẫn thì thay đổi, nhưng cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là một quán ăn phải có món ăn ngon. Và nhìn lượng khách hàng hàng ngày với sự tăng trưởng của mô hình này thì có lẽ chất lượng món ăn cũng đã đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành công của quán ăn nơi khách hàng không phải lúc nào cũng đúng này.